Xin chào quý vị và các bạn. Sau nhiều ngày trải qua nắng nóng thì đến ngày hôm nay, cái nắng và nóng tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ có giảm hơn so với những ngày trước đó. Ngoài ra thì tình hình mưa bắt đầu xuất hiện ở một số nơi như là Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương. Mưa xuất hiện vào buổi chiều ở những tỉnh thành trên và không có khả năng lan rộng ra toàn Bắc Bộ. Do vậy, chỉ những nơi có dông và mưa rào mới có biểu hiện hạ nhiệt và mát mẻ vào buổi tối. Theo dự báo xa hơn, thì Bắc Bộ sẽ chính thức chịu tác động của một đợt mưa dông diện rộng trong ngày 22 và ngày 23. Với khu vực Trung Bộ, ngày hôm nay vẫn phổ biến nắng nhiều và vẫn còn khá là nóng. Tuy nhiên, do sự tác động của hoàn lưu gió đông ở mực cao, nên ngày hôm nay chỉ sau khoảng 1 giờ chiều là mây dông đã hình thành và sẽ cho mưa rào trên khu vực Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa cho đến Huế. Mưa rào không xảy ra trên diện rộng, chỉ xuất hiện rải rác và không kéo dài. Tuy nhiên, bà con cũng cần đề phòng một số nơi vùng núi phía Tây có khả năng xuất hiện mưa dông mạnh trong đêm hôm nay. Do biểu hiện tác động của trường gió đông cùng quá trình hình thành mây dông nên nhiệt độ cao nhất ngày ở khu vực Trung Bộ sẽ giảm nhẹ, nắng nóng sẽ thu hẹp hơn. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu sự chi phối của trường gió đông đến đông nam. Thời tiết vẫn khá thuận lợi trong khoảng thời gian từ sáng cho đến 16 giờ chiều khi trời có nắng và ít mưa, thích hợp cho các hoạt động giao thông và đi lại của người dân. Sau đó, mây dông sẽ kéo đến và cho mưa rào nhiều nơi trên khu vực. Mưa dông muộn vào ban đêm cũng có thể kéo theo những hiện tượng lốc xoáy, gió giật mạnh, sấm chớp, cho nên bà con trên khu vực cần hết sức lưu ý. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, theo dự báo ngày hôm nay, Hà Nội sẽ không có mức nhiệt quá cao. Dự báo nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng 33-35 độ. Sở dĩ có sự chênh lệch đến 2 độ cho khu vực Hà Nội vì phần phía Tây tiếp giáp Hòa Bình được dự báo trong chiều hôm nay có khả năng xuất hiện mưa rào cục bộ, mặc dù là lượng không nhiều. Trong khi phần phía Đông cũng có khả năng mưa rào nhưng muộn hơn và lượng ít hơn. Quý vị cũng cần đặc biệt lưu ý là hai ngày 22 và 23, một dải mây dông có khả năng di chuyển xuống Nam Đồng Bằng và gây mưa diện rộng. Kèm theo đó cũng là quá trình giảm nhiệt mạnh, trời mát mẻ trở lại. Ngày hôm nay cũng được xem như là bước vào ngày cuối của đợt nắng nóng, vì vậy bà con tại thành phố Hải Phòng cần lưu ý tận dụng nốt ánh nắng nhiều để hong phơi đồ khô và chế biến hải sản khô. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay vào khoảng 33-34 độ, chiều tối có dông và mưa ở một vài nơi. Dự báo mưa diện rộng có thể xuất hiện ở Hải Phòng trong hai ngày 22 và 23, tùy vào thời điểm chính xác mà giải mưa dông về tới Đông Bắc Bộ. Bà con cần lưu ý để có kế hoạch lao động sản xuất cho phù hợp. Tại thành phố Vinh của Nghệ An, hôm nay vẫn dự báo là một ngày nóng oi, mặc dù nhiệt độ cao nhất ngày sẽ giảm dần về ngưỡng xung quanh 35 độ. Tuy nhiên, độ ẩm không khí cao là lý do gây cảm giác oi bức. Dự báo chiều về đêm thì vẫn có những đám mây dông hình thành từ phía Tây tạt sang, gây mưa rào và dông cục bộ. Bà con cảnh giác trong cơn dông có gió giật mạnh. Theo nhận định, thì thời tiết có khả năng chính thức chuyển biến mạnh mẽ vào 1-2 ngày tới. Ngày hôm nay, các hoạt động lưu thông vào ban ngày tại thành phố Đà Nẵng vẫn thuận lợi cho du khách. Thời tiết nắng với nhiệt độ dao động từ 26-33 độ, không quá nóng. Đến chiều tối thì trường gió đông nam cũng sẽ làm mát khu vực. Các hoạt động ngoài trời cũng khá là thuận lợi, nhưng quý vị cũng nên mang theo một chiếc ô nhỏ để phòng các cơn mưa rào tạt từ phía tây khu vực sang. Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, tình trạng mây dông vào buổi chiều đã gây mưa rào và dông với lượng khá nhiều trên khu vực. Hôm nay thời tiết cũng không có nhiều thay đổi, phổ biến tiếp tục nắng và khá nóng vào ban ngày với nhiệt độ dao động từ 26-34 độ. Dự báo chiều hôm nay tiếp tục xuất hiện mây dông và có khả năng gây mưa rào rải rác trên địa bàn thành phố. Bà con cảnh giác khi tham gia lưu thông ngoài trời trong thời điểm từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối. Nếu quan sát thấy bầu trời sầm sì với những đám mây đen mọc cao thì chúng ta cần lưu ý sẽ có dông mạnh và mưa rào kéo dài. Thời tiết Cần Thơ và các tỉnh thành miền Tây hôm nay cũng chưa có nhiều biến động so với 24 giờ qua, phổ biến với nhiệt độ dao động từ 26-33 độ. Chiều tối có mưa rào và dông xuất hiện ở diện rải rác. Mặc dù mưa dông thì không mạnh nhưng xu hướng mưa có thể kéo dài. Các tỉnh thành lân cận như là Sóc Trăng, Cà Mau cũng được dự báo có mưa. Bà con nếu có di chuyển bằng các ghe thuyền thúng nhỏ thì cần hết sức đề phòng gió giật mạnh trong các cơn dông. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.